Không, nhưng mà giải trí thì câu này lại thích chưa? Cả hai đứa đi chạy taxi này. Một câu có khách lại chạy, có lại thả câu. Nhiều lúc nó cũng không phải là vì tiền, nhưng nhiều lúc đi câu con cá mình mua không thích, con cá mình câu bé hơn cơ. Những cá kia hồ Tùng Đấu, à cái hồ Ngô Gia Tự nước nó bẩn. Mà cá này ăn không ngon. Câu vào trong này. Ở đấy nó mới nhiều cá con giọt này. Mà giọt giật lên to tướng dãy đành đạch. Hồ nước nó phải sạch cơ thì cá nó mới sạch. Cá mới sạch. Cái cá hôm ăn con cá rô ở đấy câu ở bên trong hồ công an Võ Trang, nhưng mà mấy thằng nó chưa xong công trình mà nên nó cấm, nó thả mẹ một ít xuống nó cấm, nó bảo nó chưa bàn giao công trình chưa được. Và cái hồ này hôm giờ cãi nhau nó mà hồ này hồ tự do, đéo anh cho các công kinh doanh một công nhỉ, ai cho công thả xuống đây. Nhưng mà bảo nhưng bây giờ nó này là nó lại nói là công trình em chưa bàn giao xong thì đang chưa được câu. Thế mình chỉ nó nên là đi về cái câu cá này ấy, thư giãn. Bè đấy. Cái loại này giờ đâu nó cũng đẻ ra. Nó đẻ nhiều lắm, nó không đẻ của cá. Tài thật. Còn nó bảo nó ăn được. Không ăn ngon mà chú. Ừ, nhưng phải biết là cái con giòn bè ăn ngon lắm. Phải biết làm. Hôm giờ mình ở hồ Tùng Đấu mình về mình lọc sạch cho mình rửa. Rửa cho mình không ướp đi nướng không ăn và mồi thun thủng thủng cho mèo hết. Cái đấy chú phải chặt sạch lột hết da nó ra. Không. Lột da. Lột da ra xong tước độc hai cái xương sống. Lấy độc hai cái lườn thì thôi. Hai cái lườn đấy thôi. Thế mà đến lúc mình cho vào mình nướng ăn nó không cho mèo hết. Cũng có thể là do ở đây những cái hồ này nó gọn bé rất ở đáy hồ nó bẩn ấy. Có mùi. Nó ăn nó cũng như ở các sông suối nó sạch thì nó không có mùi đâu. Sạch nó xong rồi mùi nó thơm mà nó bảo là phải ướp. Sả ớt các thứ cơ. Vào trong Nam nó đấy, ăn ngon Nam lắm. Nó làm nó ấy nó ướp sả ớt cho mình không chưa ướp mình ăn thử xem nó như nào á. Thì thối quá chứ ướp mình ăn được. Nó cứ trong sổ mình chảy.